1 để chứng minh trong phân tử glucose có nhiều nhóm hydroxin. Các em gạch chân cho thầy từ chốt nhiều nhóm hydroxin. Cái câu này rất rất nhiều bạn bị nhầm nhá. Nhiều nhóm hydroxin thì chắc chắn là phải cho nó tác dụng với COOH 2 lần để tạo thành dung dịch màu xanh lam các em nhá. Để tạo thành dung dịch màu xanh lam. Được chưa? Cho tác dụng với COOH 2 lần để tạo thành dung dịch màu xanh lam, hiểu chưa? Thì như vậy là nó chứng minh là có nhiều nhóm hydroxin. Chào Khánh Nguyễn, hello, chào cả nhà. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là phải tác dụng với COOH 2 lần ở nhiệt độ thừa. Nhớ là phản ứng ở nhiệt độ thừa, xảy ra ở nhiệt độ thừa. Nha, ok. Vậy là câu 1 chúng ta đáp án đúng là đáp án D. Câu này rất nhiều bạn bị nhầm nhá, rất nhiều bạn bị nhầm. Mình sang câu số 2. Câu ra đấy, sách thầy chữ sẽ to như này và khoảng cách sẽ như này. To như con ruồi luôn. Và sắp tới sẽ ra live stream chữa ở trong sách nha. Khi mà các bạn có đầy đủ sách thì chúng ta sẽ bắt đầu live stream chữa trong sách. Câu số 2 này. Câu số 2 các em ơi, phát biểu không đúng. Câu số 2 này, phát biểu không đúng là phát biểu không đúng. Thế bây giờ chúng ta phải hiểu chưa học thì những bạn nào mà chưa học thì đều có thể theo dõi buổi live stream ngày hôm nay để theo dõi để thầy chữa được. Học từ đầu được hết, mất gốc học được hết. Nào, câu số 2 là câu số 2 đáp án gì nào các em? Số 2 đáp án gì nhỉ? Thanh niên nào chưa xe tới nhanh về tường nhá. Dung dịch man tác dụng với CO2 lần đun nóng cho cái tụ CO. Đúng, bởi vì man chúng ta có một con chó nhá. Do man có một con chó nhưng ta các em nhớ là các em nhớ cho thầy này. Glu thì có một con chó này. Được chưa? Fructose thì không. Xác không. Man có một con chó tiếp. Đấy, cứ nhớ vậy cho thầy. Rất dễ, đúng chưa? Đi thi không có maltose, maltose bị giảm tải nhé. Chỗ này thì chỉ cho vào để phòng ở trên lớp có thôi. Vậy là dung dịch maltose tác dụng với CO2O khi đun nóng như cái tủ lọ gạch hoàn toàn chính xác. Cái này trong sách của thầy đã có, là phần tóm tắt có. Sản phẩm thủy phân sen với xúc tác H cộng có thể tham gia phản ứng tráng gương. Chúng ta lưu ý này, sen chúng ta khi thủy phân, sen lurose, sen khi thủy phân trong môi trường H cộng thì tạo thành các gốc beta glucose. Và dĩ nhiên beta glucose có thể tham gia phản ứng tráng gương. Vậy B cũng đúng tiếp, mà đây là hỏi không đúng loại A loại B. Đúng không? Thủy phân xúc tác H cộng xác cũng như man đều cho cùng một monosaccharide. Chúng ta lưu ý này, saccharose thì thủy phân cho mình alpha glu cộng với lại beta fructose nhá. Thế còn man lớp 9 của học phần glucose, đúng rồi. Man thủy phân cho mình hai thằng alpha glu. Thế đây đề bài nói thủy phân xác cũng như man đều cho cùng một monosaccharide là sai. Bởi vì xác cho mình alpha glu và beta fructose, còn man cho mình tận 2 alpha glu cơ. Vậy là sai là C. Còn dung dịch fructose hòa tan ở COOH 2 lần hoàn toàn đúng, bởi vì fructose chúng ta có OH đa kề nên hòa tan được COOH 2 lần. Các em hiểu chưa? Nha. Đấy là mình xong câu số 2. Đấy, những bạn nào mà chưa học thì vào hôm nay học nghe thầy giảng đều hiểu được hết. Thế nên là các em share lại video livestream về tường xong tác tất cả các bạn của em vào trong video livestream nhá. Hello Lan Anh, thầy chưa ăn tối, thầy vừa đi dạy lớp off về. Thầy vừa dạy lớp off ở đại học Y về. Nha. Các em share video livestream về tường. Bạn nào chưa đăng ký mua sách thì có thể đăng ký mua sách quyển sách hữu cơ lớp 12 tâm huyết nhất của thầy, khi mà thầy chọn lọc tất cả những gì tinh túy nhất mà thầy dạy lớp offline thì thầy thả hết vào trong này. Nào, mình có đề tiếp theo, đề câu 5/2008 câu số 3. Các em nên nhớ rằng là cái phần về carbohydrate này cực kỳ dễ và nó rất hay, nó là phần cứu điểm trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Đây là buổi live số 20, buổi live về carbohydrate trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Đúng không? Và thầy thông báo các em một chút là thầy sẽ hoãn cái vụ thi thử lại đến tháng 9 nhé. Vụ thi thử tối mai được khóa lại đến tháng 9, bởi vì lúc đấy để các em mới học được. Thì lúc đấy các em mới học, đa số nhiều bạn mới học được hết rồi. Thì lúc đấy, đúng rồi, sách thầy hay đầy đủ. Thank you Lan Anh nha. Cực kỳ kinh khủng. Nào, 5/2008 câu số 3 đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân. Chỗ này mất chữ rồi. Chỗ này mất chữ rồi. Không nhớ chữ. Tất cả bọn này đều có khả năng tham gia phản ứng gì? Tinh bột và sen là polysaccharide là thủy phân. Xác và man là disaccharide thì đều là thủy phân. Đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án thủy phân. Chứ còn tráng gương á, thì tinh bột không tráng gương, sen không tráng gương, xác không tráng gương. Trùng ngưng ý, thì cả bốn thằng này đều không trùng ngưng được. Hòa tan COOH 2 lần thì tinh bột và sen không hòa tan được. Vậy chỉ có thủy phân thôi. Chúng ta lưu ý, tinh bột thì thủy phân ra được alpha glu. Sen thủy phân ra được beta glu. Xác thủy phân ra được alpha glu cộng với lại beta fructose. Man thủy phân ra được hai thằng alpha glu. Hiểu chưa? À, em đăng ký chưa? Bây giờ các anh chị còn đang mải in sách xong rồi mới ship sách cho em ạ.
phải sớm nhất sách có rồi, nhưng mà phải sớm nhất là tuần sau, muộn nhất là tuần sau nữa các em mới nhận được sách. Sách còn đi ship nữa chứ các em. Bao nhiêu bạn đăng ký chứ. Đấy chưa? Đấy là xong câu số 3, xong câu số 4. Bây giờ là cái team mà ship sách, team mà ghi xong rồi ship sách cho các em của thầy là đang làm việc hết tốc lực. Cực kỳ hết tốc lực luôn. Nào câu số 4 để ra kịp thời hạn với cho các em. Câu số 4 đề năm 2008. Những bạn nào mà muốn đăng ký mua sách thì đăng ký ở link phía dưới nha. Câu số 4 là thầy sẽ live stream trực tiếp thầy chữa trên nền tảng sách. Câu số 4, glucid carbohydrate chỉ chứa 2 gốc glucose. Nào, glucid carbohydrate chỉ chứa 2 gốc glucose trong phân tử. Các em chú ý cho thầy là cái từ là từ 2 gốc. Ô, comment hôm nay comment yếu nhỉ. Comment yếu nhỉ, vui thi hon comment đáp án này xem nào. Ô, bọn này hôm nay học đuối thế. Nhật Minh, Kim Hà, đúng rồi, câu 4 phần này dễ mà đúng không? Chào Vô Tion, hello em, lâu lắm mới thấy Vô Tion rồi. Các thanh niên nào chưa xem video livestream lại về tường thì xem lại về tường thật nhanh nhá. Nào mình có này, chỉ chứa 2 gốc của glucose, tinh bột có rất nhiều gốc của glucose, N gốc, vớt. Sen cũng có N gốc của glucose. Man thì có 2 gốc của glucose, xác là 1 gốc alpha glu, 1 gốc beta glu. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Man tổ giờ các em nhá. Đấy rất là dễ thôi, B chính xác đấy. Hiếu Nguyễn, Đức Duy Kiều, Vô Tí Hòn, Trần Văn Vương hoàn toàn chính xác hết. Hiền Nga chính xác. Làm mình sang câu số 5, một câu khó một tí. Câu số 5 khó một tí. Lượng glucose cần dùng để tạo ra 1,82 gam sorbitol. Thầy chữa chậm chúng ta cùng nhìn nhá. Đây là đề thi đại học khối B năm 2008 nha. Glucose công thức chúng ta là C6H12O6 này. Ra sorbitol thì nó phải cộng với hydro để tạo thành 1 C6H12O6, chỉ ăn 1 thằng hydro thôi để tạo thành C6H14O6. Cái này rất rất hay thi. Hiệu suất phản ứng là 80%. 80% là 0,8. Được chưa? Vậy ở đây này dùng ra để tạo ra 1,82 gam sorbitol thì chúng ta tìm được phân tử khối của sorbitol nhá. Bằng 12 nhân 6 cộng 14 cộng 16 nhân 6. 16 nhân 6 bằng này. Mình tìm được số mol là 1,82. Các em nhìn thấy bấm máy tính không? Chia cho N bằng 0,01 nhá. 0,01. Vậy ngay lập tức hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol của glucose là 0,01 nhân 1 chia 1 bằng 0,01. Thuận nhân nghịch chia hiệu suất, thuận nhân hiệu suất nghịch chia hiệu suất, vậy lấy 0,01 chia cho 0,8 là ra được số mol của C6H12O6 chia cho 0,8. Được chưa? Thế đến đây mình nhân với phân tử khối của C6H12O6 là bằng 180 bằng 2,25 gam. Các em nhìn thấy chưa? 2,25 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Ô, Vua Tion học xong rồi á? Thế Vua Tion học xong rồi biết đỗ trường nào chưa? Vua Tion? Vua Tion nộp trường nào? Vua Tion học thầy khóa live vip năm ngoái chắc chắn đỗ rồi. Không cần phải nói gì nhiều. Đúng không? Nào, các em hiểu không? Các em hiểu, các em có hiểu cái câu tính toán này không? Thanh niên nào hiểu câu tính toán này thì chấm cái để biết nhá. Sau đó mình sang câu tiếp theo, câu số 6 đề thi đại học khối A năm 2009. Nào, câu số 6 đề thi đại học khối A năm 2009. Chào nội bộ. Thanh niên nào chưa share video livestream thì share video livestream về tường nhá. Share thật nhanh nhá. Không là like xong thì ẩn đấy. Nào, câu số 6. Carbohydrate nhất thiết phải chứa nhóm chức của gì? Chúng ta biết rằng là kể cả là glu này, fructose này, xác này, man hay đến kể cả tinh bột và sen thì tất cả chúng nó đều chứa nhóm chức OH, đúng chưa? Em nhớ lại đi mà học. Ok. OH. Nào vậy OH là của nhóm chức của ancol. Vừa đi học thì năm ngoái rồi thì kể lại câu chuyện mà thầy dạy năm ngoái cho tất cả các em đang theo dõi video livestream thầy với nhá. Giúp thầy định hướng cho các em với. Ok dễ không? Câu số 6 đáp án đúng, chúng ta đáp án A. Rồi rất tốt, Hiền Nga, Nguyễn Dũng, câu đó rất rất dễ. Các em phải comment những cái câu này là coi như một lần mình học thuộc lý thuyết các em ạ. Nếu các em không comment ấy thì là các em sẽ lý thuyết nó giống kiểu một cơn mưa rào chuỗi phát là hết. Nhưng mà khi mình comment thì có một cái gì đó nó giữ mình, nó giữ cái lý thuyết lại trong đầu mình. Đấy là cái cách học lý thuyết kinh khủng nhất của thầy và tất cả anh chị học thầy thì lý thuyết đều ổn hết. Hello Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy xe về tường trong xe trong tất cả các nhóm mà các em làm thành viên giúp thầy nhá. Nhớ là xe thì bật chế độ công khai nhá. Đừng đứa nào gọi là gì, gọi là sống theo kiểu gọi là gì nhỉ? Sống theo kiểu gì? Ăn độc. Thầy cũng không nhớ từ ăn độc hay từ gì. Nào, câu số 7, dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc. Hello, chào cả nhà. Đấy nội bộ học thầy rồi mà vẫn còn nhớ các em thấy kinh không? Tráng bạc thì mình có này glucose tráng bạc đúng không? Có chó, maltose vừa nãy thầy viết có chó tráng bạc. Acid formic là nó có dạng là HCOOH có đầu HCOO tráng bạc.
anhydride acetic là CH3CHO tráng bạc. Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? Đáp án A, gluman này, acid formic này, anhydride acetic này. Đáp án đúng đáp án A. Ok. Hello Tâm Thối. Chào Tâm Thối, hình như Tâm Thối học Nam Long Quan phải không? Thế còn ở đây mình có thằng nào? Ý B mình loại thằng glycerol, glycerol không trắng bạc. Glycerol là C3H8O3 là không trắng bạc. Tương tự như vậy, ý C cũng loại glycerol. Được chưa? Và ý D mình loại xác, xác không trắng bạc. Các em hiểu không? Chào Nguyễn Văn Quân, vào muộn là không sao cả, xem video livestream lại về tường trong chốc nữa xem sau nhé. Các em ơi, các em thấy hôm nay mình livestream hình ảnh có sắc nét không? Các em thấy sắc nét thì chấm cái để thầy biết nào. Hình ảnh có sắc nét không các em? Nào câu số 8. Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu số 8. Phát biểu nào sau đây là đúng? Nhờ thầy mà phần lý thuyết không sai. Đây này. Không sai trong những bài kiểm tra. Ok, đấy, rất tốt. Nội bộ. Thế thì xem video live stream thật nhanh lại về tường nhá. Nào câu số 8. Phát biểu nào sau đây là đúng? Xác là mất máu nước brom. Sai. Lè. Xác không là mất máu nước brom bởi vì xác không có chó. Các em nhá. À, hôm nay đứa nào mà làm được đúng hết 45 câu từ đầu đến cuối mới gọi là khổ. Glucose bị khử với dung dịch AgNO3 trong NH3. Các em chú ý này, tác dụng AgNO3 trong NH3 thì nó tạo thành bạc nhá, tạo thành bạc. Vậy đây là bạc cộng về bạc không. Vậy này thể hiện tính oxy hóa, tính oxy hóa. Vậy thì glucose thể hiện tính khử. Glucose mà thể hiện tính khử thì không thể bị khử được, mà glucose thể hiện tính khử thì phải là bị oxy hóa. Vậy là thằng B sai tiếp, sai từ bị khử phải là bị oxy hóa. Cellulose có cấu trúc mạch phân nhánh. Sai, cellulose có cấu trúc mạch không phân nhánh. Được chưa? Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh, cái này hoàn toàn chính xác. Đáp án đúng mình là đáp án D các em nha. D nha. Nhìn khó. Ôi cái này là toàn hóa hữu cơ, những câu cực kỳ dễ mà. Thế thì Hoàng Lê Trường Duy phải vào cái nhóm học cùng thấy Minh Myelin và xem các video livestream lại từ đầu của thầy nhá. Thì mới ok được chứ không ngay bây giờ mà đã kêu khó này thì chết. Chương này là chương dễ nhất trong phần hữu cơ lớp 12 đấy. Chương này là chương dễ nhất luôn. Nào mình sang tiếp theo câu số 9. Tối nay mình phải chiến hết 45 câu. Bạn nào cổ vũ cùng chiến hết 45 câu, cùng chiến hết 45 câu thì chấm cái mạnh mẽ trong xe này về tường thế nào. Nào câu số 9. Một phân tử xác thì có cái gì? Người ta vừa mới giảng rất là dễ rồi. Câu số 9 rồi các em. Nên bọn này rất là dễ các em ạ. Các em chỉ cần nhớ thầy là thằng glucose, thằng xác thì được tạo bởi từ gì? Một thằng alpha glu liên kết với một thằng beta group. Đúng không? Thế vậy thì thằng xác chúng ta được tạo bởi từ một gốc alpha glu và một gốc beta group. Vậy beta glu vứt, beta glu gốc, hai gốc vứt. Hai gốc là thằng man các em nhỉ. Một gốc alpha glu, một gốc beta group. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D mới chính xác nha. Rồi, mình sang đề 2010 khối A. Các em thấy là độ đề càng ngày càng khó lên một chút, nó cứ tăng dần độ khó, tăng dần độ khó. Giờ mình sang đến câu số 10, một câu tính toán đầu tiên. Câu số 10 câu tính toán đầu tiên và câu này thầy sẽ chữa cực kỳ chậm. Nhờ thầy mà đi thi không sai câu nào chương này. Đấy các em thấy không? Anh Vô Thị Hòn năm ngoái đi thi nhờ thầy mà không sai một câu nào. Thế thì nhanh tay xe lại về tường. Xe về tường để làm gì? Để mà sau này đến lúc mà ôn thi lại thì còn có cái để mà xem. Không là trôi hết. Nào, mình có câu số 10 nào. Từ 180g glucose. Vậy chúng ta phải biết glucose công thức là C6H12O6. Mình tìm được số mol nhá. 180 chia cho 180 thì bằng 1 mol đúng không? Bằng phương pháp lên men rượu thu được agamancon ethylic 2 thằng C2H5OH. Hiệu suất 80% là 0.8. Cái này phương trình nhá. Đây 2 CH5OH và 2 thằng CO2. Được chưa? Vậy mình có này 1 x 2 bằng 2. Thuận nhân. Nhớ nhá. Đúng rồi, chương này sẽ nhất hóa 12 chính xác nội bộ. 2 nhân với 0.8 thì bằng 1.6. Đấy. Nhưng ở đây là thu được agam nhá. 1.6 mol thì tương ứng với agam, nhưng đề bài nó là 0.1 agam này. 0.1 agam này, vậy bây giờ nó xuống thế này là còn là C2H5OH thôi. Xuống thế này là còn là C2H5OH thôi. Được chưa? Mà chỗ này là 0.1 agam, agam là 1.6 mol, vậy 0.1 agam thì là 0.16, được chưa? 0.16 bằng phương pháp lên men giấm. Bằng phương pháp lên men giấm thì thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X chắc chắn có CH3COOH. Được chưa? Đặt thằng này là A thì tạo thành C3COH là A nhá. Vậy cần trung hòa thì cần NaOH. Mình tìm được số mol NaOH bằng 0.2 nhân với 0.72. 0.2 nhân 0.72. 0.2 nhân 0.72. 0.72 bằng 0.144.
Vậy hoàn toàn đến đây mình có trung hòa thì có phải là số mol của C3 COH phải bằng số mol C phải bằng 0.144 không? Được chưa, các em hiểu không? Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được hiệu suất nhỉ. Hiệu suất của phản ứng lên men sẽ bằng là số mol phản ứng là A là 0.144 chia cho số mol ban đầu là 0.16. Được bao nhiêu nhân với 100%? Vậy thì đáp án đúng chúng ta là bằng bao nhiêu nhỉ? 0.144 chia cho 0.16 thì bằng bao nhiêu? 0.9 nhân 100 thì bằng 90%. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Tuyên dương tất cả các bạn comment đáp án D nha. Các em thấy không? Câu này rất là dễ, các em hiểu bài không? Cực kỳ dễ rồi đúng không? Nào, câu số 11. Ui, sao ít đứa comment này? Hẳn gần 70 đứa xem mà chỉ có 5 đứa comment. Đuối rồi, quá đuối. Thế này thì làm sao học giỏi lý thuyết được. Năm ngoái các anh chị 2K1 học dã man lắm các em ạ. Comment lý thuyết ầm ầm. Thế nên là rất nhiều anh chị được điểm cao là có một cái hệ quả. Đấy là do là học lý thuyết với thầy. Mà nó không, gần như không sai một câu lý thuyết nào. Các em nên nhớ là không sai một câu lý thuyết nào. Điều kiện tiên quyết để được điểm cao là không sai một câu lý thuyết nào. Đấy, là các em cùng comment đáp án câu số 11 xem nào. 11 đáp án gì? Đau họng rồi đấy, bắt đầu đau họng rồi đấy. Bắt đầu hơi đau họng rồi đấy. Nào, khẩn trương này. Khẩn trương comment đáp án này xem nào. Nào, câu số 11 đáp án gì? Dung dịch nào sau đây phản ứng được với COH hay lần nhiệt độ thường? Lưu ý cho thầy từ nhiệt độ thường nhá. Lưu ý cho thầy nhiệt độ thường, cái cụm từ quan trọng bậc nhất ở đây là cụm từ nhiệt độ thường. Nhiệt độ thường thì sao? Đấy, nó cực kỳ quan trọng. Với cái từ nhiệt độ thường thì mình có này. Fructose phản ứng nhiệt độ thường có OH đa kề nhưng acetone đã mất đi rồi. Được chưa? Anhydride là phải đun nóng thì mới ra được cái tủa đỏ gạch đúng không? Vứt tiếp. Anconetylic là không phản ứng rồi. Vậy chắc chắn đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Glycerol có OH đa kề. Acid acetic thì tác dụng với COH hai lần theo kiểu acid bazơ. Glucose ăn COH hai lần theo kiểu gì? Có OH đa kề. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đáp án D các em nhá. Đáp án D. Đấy. Rất là dễ. Sang câu số 12 nào. Câu số 12. Chất X có các đặc điểm sao? Chất X có đặc điểm sao? Nào, cùng comment đáp án câu số 12 xem là đáp án gì. Chất X có các đặc điểm sao? Hình như năm nay là các bạn đi học rồi đúng không? Các em đã đi học ở trên trường chưa? Các bạn nào đi học ở trên trường rồi comment để biết nào. Các bạn học ở trên trường chưa? Khả năng cao chắc đa số nhiều bạn đi học ở trên trường rồi đúng không? Nào, câu số 12. Câu số 12 chúng ta đáp án gì nhỉ? Chất X có đặc điểm sao? Phân tử có nhiều nhóm OH thì tất cả bọn này đều có nhiều nhóm OH hết. Có vị ngọt. Hòa tan COH hai lần nhiệt độ thường, lưu ý này, từ hòa tan COH hai lần nhiệt độ thường thì sen không hòa tan COH hai lần. Đúng chưa? Ba hàng này đều hòa tan COH hai lần nhiệt độ thường. Liên kết glycosid, vậy thì tương đương nó phải là disaccharide trở lên. Disaccharide trở lên. Vậy thì loại ngay bọn monosaccharide và glucose. Mất màu nước brom thì xác không thể là mất màu nước brom được. Vứt nốt về đáp án đúng chúng ta đáp án B. Màn tô giờ. Đấy, các em phải nhìn cái kiểu mà loại bỏ đáp án của thầy như vậy thì mình làm mới khủng được nhá. Như vậy thì mình làm mới khủng được. Hiểu chưa? Nào, mình có tiếp sang câu số 13 nhá. Câu số 13 là đề thi khối A của năm bao nhiêu đây thì nó bị che mất rồi. Hôm nay chúng ta quẩy hết 40 câu. Được chưa? Hiếu Nguyễn lúc nào cũng kêu chưa hiểu đấy em. Hiếu Nguyễn thầy thấy Hiếu Nguyễn học thầy từ đầu cơ. Và phải không được nghỉ một buổi nào cơ nhá. Điều còn bây giờ thì nếu mà Hiếu Nguyễn chưa hiểu thì xem video livestream lại về tường xong rồi xem lại nhá. Đấy là cái cách duy nhất để giúp cho em hiểu các bài tiếp theo. Được chưa? Câu số 13 cho các phát biểu sau về carbohydrate, phát biểu số phát biểu đúng nào. Ui cái này bây giờ cứ comment thoải mái. Phựa đi. Em nghĩ nào thì comment vậy đi xem nào. Câu 13 đáp án gì các em ơi? Câu 13 đáp án gì nào cả nhà? Cả nhà cùng comment đáp án xem nào. 13 đáp án gì bây giờ nhỉ? Nghe vẻ khó và cứng đấy. 13 nghe vẻ hơi khó và cứng đấy. 13 đáp án gì bây giờ? 13 nào. Cho phát biểu sau về carbohydrate. Cho các phát biểu sau về carbohydrate. Tất cả các carbohydrate đều có phản ứng thủy phân. Nay học về muộn à? Ừ không sao đâu, bây giờ Tâm có thể xem lại tường xong rồi xem lại cũng được. Xem ngay từ câu này cũng được. Tất cả các carbohydrate đều có phản ứng thủy phân là sai. Bọn mono carbohydrate như glu và fruct thì không có thủy phân. Glucose, glu và fruct, glu và fruct thì không có thủy phân. Có nghĩa là monosaccharide thì không có thủy phân. Vì cái này sai. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucose. Hoàn toàn chính xác. Đúng chưa? Được chưa? Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucose. Chính xác. Nha.
glucose, fructose và maltose đều phản ứng trắng bạc. Cái này cũng chính xác, được chưa? Glu là mất máu nước brom, chính xác nốt, được chưa? Vậy mình có là B, C, D thì vừa nhìn thấy đứa nào comment đúng rồi đấy. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A nha. Ba bắt phát biểu đúng, hiểu chưa? B, C, D. Ok chưa? Mình sang câu tiếp theo nhá, câu số 14 nào. Câu tiếp theo câu số 14 nào. Đấy, phần này phần lý thuyết dễ lắm. Rất dễ ăn điểm, rất dễ cứu điểm ở phần này. Mà nếu mà bọn em mà không làm thật chắc chắn ở phần này thì thầy cũng không biết là đến bao giờ mới làm được nữa. Nên là bây giờ cố gắng đầu năm học được thì học ngay lập tức đi, để mà mình còn trâu, để mà mình còn chắc, để mình còn cứu được chính bản thân của mình nha. Nào, hy vọng là bằng giờ năm sau thì sẽ nhận được rất rất nhiều tin báo điểm cao và tin báo thi đỗ của các em. Hy vọng là vậy. Nào, tiếp tục. Câu số 14. Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucose có 5 nhóm hydroxyl? Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucose có 5 nhóm hydroxyl? Vui, cái này nhiều đứa bị nhầm lắm. Cái này rất nhiều đứa bị nhầm. Rất rất nhiều đứa chọn đáp án A các em ạ. Và đáp án A đáp án sai. A chỉ chứng minh có nhiều thôi, chứ không phải chứng minh có 5 nhá. Chứng minh có 5 nhóm hydroxyl thì phải là gì? Tiến hành phản ứng tạo este với glucose với anhydride acetic. Nhớ nha, câu này rất rất hay thi đạo, và khi mà thi thì rất rất nhiều bạn bị nhầm. Nó phải là phản ứng tạo este của glucose với anhydride acetic. Ok chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 15 nào. Câu số 15 này. Thôi Tâm ơi, cố gắng học đi em ơi. Học đi, cố gắng. Hôm nay mình chữa hết 45 câu nhá, nên là chú ý theo dõi. Cả nhà chú ý theo dõi, xem video livestream lại tường, xong rồi tránh là nó bị ẩn nhá. Xong là bị trôi đấy. Dạo này Facebook nó ẩn thật toán lắm, nên là các em muốn nhìn, muốn nhận được thông báo. Đấy, cho thầy hỏi tất cả các bạn đang theo dõi video livestream này của thầy có nhận được thông báo thì livestream không? Đấy. Các em có nhận được thông báo thì livestream không? Thầy nghĩ là đa số là tất cả là đều không nhận được. Thế nên là chỉ có một cái cách để mà nhận được. Đây. Đúng rồi. Hứa mời ăn kem, đúng rồi, chính xác, cố lên. Lan Anh xe về trong nhóm live VIP giúp thầy nhá. Tất cả các chất trong dãy sau đây đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. Live VIP là có một cái hẹn là thi đỗ đại học thì được ăn kem. Các chất trong dãy nào sau đây đều tạo đấy. Những cái bạn mà nhận được thông báo đều là những bạn tương tác rất tốt với thầy và đặt chế độ xem trước của thầy thì mới nhận được thông báo nhá. Mọi ảnh đều like, mọi comment đều comment thì mới nhận được thông báo hết. Các chất nào sau đây đều tạo kết tủa khi tác dụng dịch AgNO3 trong NH3 dư đúng không? Thì vinin acetylen này nhiều đứa quên rồi đây này. CH2 vinin nối đôi CH C nối 3 CH. Đây này, anh này có hydro linh động đính vào carbon chứa liên kết 3 nên khi cho vào AgNO3 trong NH3 thì tạo thành kết tủa bạc. Anh này có kết tủa bạc. Anh này có kết tủa vàng. Glucose thì có chó nên vào AgNO3 trong NH3 này có kết tủa bạc. Acid propionic C2H5 COOH, thằng này chẳng có kết tủa gì cả. Vậy là loại acid propionic. Được chưa? IB này, vinin acetylen có kết tủa màu vàng, glucose có kết tủa bạc, anhydride acetic CH3 CHO, con này có chó thì có sinh kết tủa bạc, đúng không? Vậy thì đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Thế vậy đáp án C sai ở đâu? Ủa, thầy nhớ vào Sài Gòn dẫn em đi ăn kem. Ok, cố gắng cày đi. Điểm thật cao à. Đấy. Đáp án C thì glucose có trắng bạc, anhydride acetic có, còn dimethyl acetylen nhìn này. Là anh này. Dimethyl acetylen là anh này thì không có trắng bạc, nhớ, bởi vì làm gì có hydro linh động, được chưa? Vậy là C sai ở dimethyl acetylen, vào tương tự D cũng sai ở dimethyl acetylen, được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B với câu đề 2013, câu số 15. Mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu vẫn là câu năm 2013 nhưng mà câu số 16. Các em ơi, các em share thật mạnh mẽ lên để làm sao được hơn 100 bạn giống như hôm nọ đang theo dõi livestream như nào. Hôm nay xe đuối quá, hôm nay xe yếu ớt quá, xong hôm nay còn comment bình luận cũng đuối nữa cơ. Toàn câu dễ này mà lười comment. Lười comment là nó vật ngay vào là bản thân mình đấy. Khi mà mình mà lười comment đáp án là ngay lập tức là thi điểm mình không cao đâu. Thầy cứ dặn trước vậy, thật luôn. Nhiều anh chị, đấy là bài học của các anh chị 2K1 năm ngoái rồi. Bây giờ mình phải cố gắng thôi. Và rất nhiều anh chị bây giờ tiếc hùi hụi khi không theo dõi video livestream đấy, bởi vì livestream thấy lúc nào cũng trúng thủ hết à. Câu 16. Dạy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dịch H2S4 đun nóng. Chúng ta nhớ rằng một điều thôi, bọn monosaccharide thì không tham gia thủy phân. Monosaccharide thì không tham gia thủy phân nhá. Thế vậy này, glucose vứt, glucose là không có thủy phân à? Được chưa? Được chưa? Đây là IC loại glucose, monosaccharide không tham gia thủy phân à? Fructose cũng monosaccharide loại nốt à? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ saccharose, tinh bột và sen
thì đều thủy phân. Xác chúng ta thủy phân ra được một thằng alpha glu, một thằng beta fructose. Tinh bột thủy phân cho chúng ta là alpha glu, sen thủy phân cho chúng ta là beta fructose, được chưa? Trần Duy Linh mới có lớp 10 thôi à, khổ thân nhỉ. Lớp 10 học ngay từ bây giờ cũng ok. Học ngay từ bây giờ đi, học thầy ngay từ bây giờ đi. Nào, câu số 17 cho các phát biểu sau. Câu số 17 cho các phát biểu sau. Trong số các phát biểu trên, số phát biểu đúng là nào? Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là glucose có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc do nó có chó nên nó có trắng bạc. Đúng. Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra maltose. Đúng, cái lúc mà em nhai mà nước bọt em thấy bị ngọt nhạt nhạt đấy, đấy là maltose đấy. Maltose có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc, chính xác nó có chó để trắng bạc. Saccharose được cấu tạo từ hai gốc beta glu là sai rồi, phải từ alpha glu và beta fructose, vậy sai ở đây. Vậy số phát biểu đúng là 1, 2, 3. Đáp án đúng đáp án C. Các em hiểu chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đấy. Hello Nhật Minh. Hello tất cả các bạn và các em. Các thanh niên nhớ xem video live stream này về tường trong tác tất cả các bạn các em vào trong video live stream của thầy nha. Nhớ xem video live stream này về tường trong tác tất cả các bạn các em vào trong video live stream thầy. Là mình sang câu tiếp theo. Câu số 18. Câu tiếp theo câu số 18. Carbohydrate nào sau đây thuộc loại disaccharide? Disaccharide. Câu số 18 à. Carbohydrate nào sau đây thuộc loại disaccharide? Nghe vẻ hơi khoai đấy nhỉ. Không những khoai mà lại còn xương xương cơ. Đúng không? Nào. Xem nào. Xem anh nào này. 18 này. Carbohydrate nào sau đây thuộc loại disaccharide vậy các em? Anh nào thuộc loại disaccharide? À, disaccharide là những thằng nào? Là bọn sac và bọn man. Vậy ở đây disaccharide là saccharose. Được chưa? Hiểu chưa? Amylose là polysaccharide, glucose là monosaccharide và cellulose là polysaccharide. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B nha. Chào Tâm, hello từ lúc nãy rồi. Câu 19. Tâm thành viên rất là tích cực trong nhóm live VIP. Nào câu 19. Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư đun nóng không xảy ra phản ứng trắng bạc? Cho vào dung dịch AgNO3 dư trong NH3 đun nóng nhưng lại không xảy ra phản ứng trắng bạc nhé. Các em lưu ý đến cụm từ là không xảy ra phản ứng trắng bạc, rất quan trọng với cụm từ đấy nha. Không xảy ra phản ứng trắng bạc. Nào, vào AgNO3 trong NH3 dư mà không xảy ra phản ứng trắng bạc. Glu là trắng bạc, fructose là trắng bạc, bởi vì fructose là trong môi trường kiềm chuyển ngay thành glu là trắng bạc. Man có chó trắng bạc. Vậy thì không trắng bạc chỉ có gì thôi? C, saccharose. Đấy, những cái câu đề thi đọc rất rất dễ nhưng mà cũng rất dễ bị nhầm lẫn nếu chúng ta không làm. Được chưa? Chúng ta phải làm ngay từ bây giờ. Đấy, bây giờ tất cả các bạn của thầy đều học xong hết bọn carbohydrate rồi. Đấy, nào. Và hiện tại chúng ta có những cái quyển sách rất là tham khảo, rất là kinh đi khủng của thầy, rất là kinh điển của thầy. Nào mình sang tiếp câu 20. Chúng ta đã đi dần dần đi được một nửa quãng đường. Câu 20 đề thi đại học khối A năm 2014. Đấy, cách đây 5 năm. À, cách đây 5 năm đúng rồi. À, chất nào tác dụng với hydro tạo thành sorbitol các em nhỉ? Chất nào tác dụng với hydro để tạo thành sorbitol các em? Chất nào tác dụng với hydro để tạo thành sorbitol? Nào cùng comment đáp án xem nào. Thằng nào nhỉ? Thằng nào tác dụng với hydro để tạo thành sorbitol? Nghe vẻ hơi khó, đúng không? Vậy mình có là gì? Thằng fructose và thằng glu thì tác dụng với hydro thì đều tạo thành sorbitol. Các em nhớ nha. Fructose và glu tác dụng với hydro thì đều tạo thành sorbitol. Vậy thì đáp án ở đây là xác không, sen không, tinh bột không. Đáp án đúng đáp án B. Glucose. Ok. Rất là dễ thôi. Nào mình sang câu tiếp theo. Câu số 21 này. Câu số 21 đề thi đại học khối B năm 2014. Câu số 21 đề thi đại học khối B năm 2014. Nào. Glucose và fructose thì đều có điều gì? Glucose và fructose thì đều có điều gì? Đều có điều gì đặc biệt? Chó trong phân tử á? Sai. Glu fructose làm gì có chó. Đúng không? Có công thức phân tử C6H10O5 á, sai, nó là C6H12O6 mà. Vứt. Thuộc loại disaccharide, vứt. Đều có phản ứng trắng bạc mới đúng. Glucose trắng bạc, fructose trong môi trường kiềm NH3 để tạo thành glu cũng trắng bạc. Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D các em nhá. Đáp án đúng phải đáp án D. Thấy những câu lý thuyết rất rất hay.
Và để mà cách nhanh nhất để học thuộc lý thuyết là làm lý thuyết. Chúng ta phải dám bước vào những cái nơi mà mình không dám bước. Đấy, dám đi ở những nơi mà mọi người không dám đi. Dám học ở những nơi mà mọi người không dám học. Thì như vậy thì mình mới khủng được. Được chưa? Hôm nay thầy giúp chúng ta làm những điều như vậy. Mình cùng chiến đấu, mình cùng cày, để mình cùng khủng. Nào, tiếp tục. Tiếp tục em. Câu số 22 này. Câu số 22 đáp án gì đây? Đây những câu rất rất dễ thôi, chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy là một thằng glue thì ăn hai thằng bạc, một thằng glue cũng ăn hai thằng bạc. Vậy hoàn toàn đây mình có này. Glucose này, số mol này. Glucose số mol là 27 chia 180. 27 chia 180 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 0,15 mol. 0,15 mol. Một thằng glue thì cho mình hai thằng bạc. Vậy mình tìm được số mol bạc bằng 0,15 nhân 2 bằng 0,3. 9 gam fructose cũng cho mình hai thằng bạc. Mình tìm được số mol của fructose bằng 9 trên 180 bằng 0,05 nhân 2 thì bằng 0,1. Vậy mình có tổng số mol bạc bằng 0,3 cộng 0,1 bằng 0,4. Số mol bạc bằng 0,4 thì lấy 0,4 nhân 108. 0,4 nhân 108 thì bằng 43,2. 43,2 phải đáp án đúng, chúng ta là đáp án C các em nhá, 7 lớp. Ui, thất tịch không mưa mùng 7 tháng 7 là còn có cả bạn 7 lớp comment đáp án C. Đã 7 lớp một comment đáp án 7 nữa thì đúng là thất tịch không mưa rồi. Hôm nay thất tịch không mưa, thầy Minh nằm ở nhà livestream cho học sinh. Đấy, team FA cùng comment điểm danh mạnh mẽ xem nào. Thanh niên nào chưa xe về tường thì xe lại về tường nào. Đấy, hôm nay chỉ có team FA nằm nhà học với nhau rồi. Câu số 23, chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Nào. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit các em nhá? Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Sen là thủy phân, tinh bột thủy phân, xác thủy phân, một thằng glue thôi. Thì các em thấy là cái độ này nó bị lặp đi lặp lại rất rất nhiều. Đây để thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Câu 23. Đấy thấy không? Thầy kinh quá. Thầy kinh cái gì hả? Thế hôm nay chúng nó còn rộ lên vụ là mẹ ăn cái gì, ăn đậu đỏ, ăn đậu đỏ thì có người yêu. Thôi thầy chỉ có, thầy chỉ là thanh niên thì bán đậu đen. Có người yêu nhưng vẫn ở nhà học thầy à? Ồ, cái này rất tốt. Thầy suốt ngày dạy livestream cho các em nên là chẳng có người yêu. Hộ thân thế không biết. Nào, câu 24 nào các em. 24 đáp án gì nào? 24 cũng là một câu trong đề thi trung học thông quốc gia năm 2015 này. 24 cũng là một câu trong đề thi trung học thông quốc gia 2015 này. Nhiều đứa nó cọ với nhau là ông Minh ông Toàn dạy khó này. Nên hôm nay phải dạy dễ dễ cho nó học không chết dở. Nhờ. Nào, thanh niên nào chưa xe thì xe thật nhanh lại về tường nhá. Tí livestream xong là thầy ẩn video livestream đi đấy. Tí live xong là thầy sẽ ẩn video livestream đi. Ở phía dưới của chúng ta là có cái link mà đăng ký mua sách của thầy. Bạn nào đăng ký thật nhanh nhá, bởi sách của thầy là phiên bản limited, phiên bản giới hạn đấy. Thầy chưa có người yêu nhá. Khổ thân thầy, đúng rồi, cả cuộc đời chỉ đi dạy livestream cho học sinh thôi. Câu 24, thủy phân mờ gam xác. Thủy phân mờ gam xác. Xác là C12H22O11. Trong môi trường axit thì hiệu suất 90% là 0,9. Thì thu được sản phẩm là glucose. Glucose là C6H12O6. Một thằng glucose cộng với một thằng fructose cũng là C6H12O6. Được chưa? Thế thì sản phẩm này chứa 10,8 gam glucose. Chúng ta tìm được số mol glucose nhé. 10,8 chia 180. 10,8 chia 180. Số mol bằng 0,06 mol. 0,06 mol. Vậy ngay lập tức mình suy ngược lại được số mol xác. 0,06 nhân 1 chia 1 bằng 0,06. Thuận nhân nghịch chia. Thuận thì nhân với 0,9. Nghịch thì chia cho 0,9. Vậy là chia cho 0,9. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol xác bằng 0,06 chia 0,9 bằng, được chưa? Được bao nhiêu nhân phân tử khối của xác? Phân tử khối của xác thì bằng 342. Được chưa? N nhân 342 bằng 22,8 gam. 22,8 gam. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, đây các em thấy những cái câu trong đề thi trung học trung quốc gia, cái phần này nó là những cái phần mà rất dễ kiếm điểm. Rất dễ kiếm điểm. Được chưa? Ui, bây giờ Hà Ngọc với Nhật Minh này còn nhìn bạn quen quen, khéo người yêu cũ ở nhau có nên. Đúng không? Hôm nay thất tịch không mưa lại đi lên trên live stream thì Minh lại kết được đôi, hạnh phúc. Nào, tiếp theo đề thi trung học thông quốc gia năm 2016. Mình giải đến câu 25 rồi. Khi mình giải đến câu 25 là chúng ta biết chúng ta còn 20 câu nữa thôi. Đúng không? Khi giải đến câu 25 là chúng ta biết còn 20 câu thôi. Các em hãy thử nhắc lại nhá, cái buổi mà cái buổi tối ngày mai buổi thi thử, thầy dự định làm thi thử thì là thầy dừng lại nhá.
thì tạm dừng lại tối mai là live VIP vẫn học bình thường. Tối mai live VIP học buổi cuối cùng nhá. Thì nhắc lại là tối mai nhóm live VIP của thầy học buổi cuối cùng về carbohydrate, sau đó mình chuyển sang amin, amino acid, peptide, protein. Được chưa? Nào, tiếp tục nào. Comment mạnh mẽ lên đáp án này xem nào. Câu tiếp theo, câu số 25, thủy phân M gam sắt trong môi trường axit các em ạ, với hiệu suất 90%. Saccharose mà thủy phân trong môi trường axit 90%. Ô, câu này trùng à? À, câu này với câu này trùng nhau các em ạ. Đáp án là 2,8. Khổ thế, câu này bị trùng rồi. Ơ, nhưng mà sao hai câu này bị trùng nhau nhỉ? Khéo người yêu cũ cũng nên, thầy quá dữ. Đúng rồi, cực kỳ dữ. Wow, câu 26 dã man luôn. 26 cực kỳ hay luôn. 26 cực kỳ hay luôn. Bạn nào muốn xem thầy giải nào. Đúng rồi, hai câu 25, câu 24 giống 23. 26 cực kỳ hay luôn. Cellulose nhá, cellulose là C6H10O5. Đánh nhá là O5 tất cả N lần, thầy vứt N đi. Tinh bột cũng là C6H10O5, thầy để lại C6H10O5. À, tối chương mới thì thầy lại trong nhóm live VIP em nhá. Tinh bột cũng là C6H10O5, glucose là C6H12O6, saccharose là C12H22O11. Được chưa? Cộng với oxy này, cộng oxy này, mình tìm được số mol oxy luôn. 2,52 chia 2,4 bằng 0,1125. 0,1125 thu được CO2 và nước. Mình tìm số mol nước là 1,8 chia cho 18. 0,1 mol. Ok chưa? Vậy bây giờ mình đặt nhá, mình đặt anh này là A, đặt anh này là B, đặt anh này là C. Bạn nào muốn nhìn phương pháp giải nhanh của câu này chấm cái để xem nào. Bạn nào muốn nhìn phương pháp giải nhanh của câu này chấm cái không, xe lại về trường này xem nào. Bạn nào muốn nhìn phương pháp giải nhanh cực kỳ kinh điển luôn. Đây là một trong số những skin dã man của thầy đã giúp cho rất nhiều anh chị 2K1 năm ngoái thành công. À, năm ngoái thành sở hữu rất nhiều bạn được 9 điểm, 18 điểm. Vì em biết đấy, cực kỳ khó mà vẫn còn rất nhiều anh chị được 9, 18. Đặc biệt nhất là anh Trương Văn Hiển được 26,95 điểm bàn B. Nha, 26,95 điểm bàn B, rất là kinh điển. Nào, thanh niên nào chưa xe lại về tường thì xe lại về tường đi. Học sinh thấy điểm cực kỳ cao. Nhìn kỹ nhá. Một ẩn, hai ẩn, ba ẩn. Một dữ kiện, hai dữ kiện. Thầy được quyền gạch đi một ẩn. Gạch A hoặc gạch B hoặc gạch C. Bây giờ cho một bạn nào đó comment nhanh nhất một ẩn. Em thích gạch ẩn A, B, C, comment luôn để thầy gạch luôn. Nhưng chỉ được gạch một đó nhá. Nào bạn nào, bạn nào comment nhanh nhất à? Bạn nào comment nhanh nhất à? Bạn nào comment nhanh nhất à? Nào comment à? Thầy chỉ gạch một thôi. Cần gạch một cái thôi. Gạch A, B hay gạch C? Nào, Nhanh. Gạch A, gạch B hay gạch C nào? Comment đi xem nào. Đúng rồi, Nguyễn Hoàng Thái chính xác, đếm ẩn. Nào nhanh tay nào các em. Nào comment nào. Bỏ A, Hiền Nga. Thầy sẽ lấy của Hiền Nga nhá. Bỏ A. Biến mất thằng A luôn. Bạn là Hiền Nga, hot girl xinh đẹp, ghét tất cả những bạn nào tên A. Chữ đầu tiên là chữ A. Vậy đợt đầu tiên nhá, thầy có này. Giờ theo oxy gì? Vậy bây giờ thầy viết phương trình cháy này. C6H12O6 cộng với oxy thì ra được CO2 cộng với nước 6 carbon, 12 chia 2 bằng 6, 6 nhân 2 là bằng 12, cộng 6 là bằng 18, 18 trừ 6 thì còn 12 chia 2 bằng 6. Vậy này là B, thì này là 6B. Tiếp tục C12H22O11 cộng oxy thì tạo thành CO2 cộng nước 12 carbon, hydro 22 chia 2 thì bằng 11. Đếm oxy 24 cộng 11 trừ 11 chia 2, chỗ này còn 12. Vậy anh này là C, thì này là 12C. Vậy hoàn toàn đây là mình có hệ phương trình này. Hệ phương trình theo oxy trước nhá. 6B cộng 12C. 6B cộng 12C thì bằng nào, 6C cộng 12, 6B cộng 12C thì bằng 0,1125. Tiếp tục nhá, tiếp tục nhá. Skin khủng, chính xác. Tiếp tục mình đếm bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro. 12B cộng 22C, 12B cộng 22C thì bằng 0,1 nhân 2. Đến đây mình bấm máy tính tìm được A, tìm được BC. 12 6 bằng 12 bằng 0,1125 bằng 12 bằng 22 bằng 0,2 bằng âm 6,25 nhân 10 trừ 3.
B bằng âm 6,25 nhân 10^-3. Chắc nhiều bạn hôm nay mới nhìn thấy đây một số mol âm. Số mol âm theo phương pháp này vẫn tính toán bình thường em nhé. 0,0125. C bằng 0,0125. Đề bài hỏi giá trị của M. Đến đây mình tìm được M rồi đấy. Các em cùng non thầy bấm nhá. Âm 6,25 nhân 10^-3 này, nhân này, phân tử khối của C6 là 12^6 là 180 này, cộng với này 0,0125 này, nhân này, phân tử khối này bằng 342 này, bằng này 3,15. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy 3,15 chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án à, dễ ợt. Đúng chưa? Tại sao được gạch đi một lần? Tại phương pháp của thầy bảo được gạch đi một lần. Đúng rồi, thầy chữa cho 2K1 rồi em. Chính xác nội bộ, chữa cho 2K1 rồi đấy. Phương pháp đếm ẩn. Các em hiểu phương pháp này không? Đây là một trong số những skin rất kinh khủng của thầy. Bạn nào mà chưa có cái skin này thì inbox thầy ngay, xe video livestream này về tường nhé. Xong inbox ngay lập tức cho thầy nhé. Skin 02 đúng rồi đấy, tự động lên YouTube gõ skin 02 thì mình liền thấy luôn. Nhưng câu này thì có một cách giải nhanh hơn. Chú ý nha, cách giải cực nhanh. Còn nhanh hơn nữa. Tất cả những bạn nào theo học thầy từ đầu đến cuối, xem video livestream lại đều đặn thì không bao giờ bị thầy ghét bỏ cả, mà thầy cực kỳ yêu quý và thầy share chúng ta những phương pháp giải cực kỳ nhanh. Sen, tinh bột, glu, xác, tất cả đều là carbohydrat đúng không? Carbohydrat thì quy đổi về carbon và nước cộng oxy. Số mol oxy chúng ta vừa bấm được lúc nãy là bằng 0,1125. Đốt cháy thu được CO2 và nước. Số mol nước bằng 1,8 chia cho 18 bằng 0,1. Các em nhìn kỹ nhé. Đấy, bản chất đây lục trung đức. Bản chất đây lục trung đức. Nào, nhìn kỹ nhá. Có phải nước với nước vẫn giữ nguyên đúng không? Nước với nước vẫn giữ nguyên đúng không? Thế vậy là số mol carbon chính bằng số mol CO2 và số mol oxy chính bằng số mol CO2. Vậy đây là 0,1125 thì oxy chú hết vào trong carbon và trong CO2 là 0,1125 không? Vậy bảo toàn carbon nốt anh này là bằng 0,1125 không? Và toàn nước này 0,1 à. Bấm khối lượng nha. 0,1125 nhân 12 cộng 0,1 nhân 18 bằng 3,15. Thấy không? Kinh điển nhá. Vẫn là 3,15. Vậy là thầy có hai cách, các em thích chọn cách nào để chọn nhá. Với những cách giải siêu nhanh này thì các em đi lên trên lớp giải vù phát, các bạn nhìn các em với ánh mắt thần tượng luôn. Đúng chưa? Ok chưa? Đấy, hiểu không? Đấy. Chúng ta có rất nhiều cách giải để làm cho các bạn thần tượng mình. Mình lên lớp mình giải vù phát, thế là mình thành siêu nhân luôn. Nào, mình sang bộ bắt đầu là khó khó một chút. Mình sang câu tiếp theo, câu số 27 nha cả nhà. Câu tiếp theo câu số 27 nhá. Là những thanh niên nào chưa xe lại về tường thì xe thật nhanh lại về tường nhá, không là trôi mất đấy. Không là trôi mất là không có cái mà học đâu. Được chưa? Dĩ nhiên là nhanh rồi. Nào, mình sang câu tiếp theo câu số 27 nhá. Các em sẵn sàng câu 27 chưa? Lấy máy tính ra và bấm máy tính nhá. 27 này. Đề thi đọc khối A năm 2007. Cho m gam tinh bột lên men. Cho m gam tinh bột lên men thành rượu etylic với hiệu suất. Nào. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol rượu etylic tinh bột. Tinh bột là C6H10O5 thì gọi là C6H10O5. Tất cả n lần thì là C6H10O5 nhá. Hiệu suất 81% thì nó là 0,81. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra, thế có phải thằng này ra được hai thằng CO2 không? Thế bây giờ CO2 sinh ra này được hấp thụ vào dung dịch CaOH này lần. Chú ý ở đây không có từ dư đâu nhá. Chưa live VIP xong hết rồi em nhá. Thu được kết tủa CO2 trong CaOH lần mà thu được kết tủa là thu được CaCO3. Tối mai là buổi cuối cùng trong live VIP. Thế thì số mol kết tủa là 550 mà chia cho 100 thì bằng 5,5 đúng không? Nhưng mặt khác, các em lưu ý cụm từ này. Đun kỹ dung dịch thu được 100g kết tủa nữa. Điều này chứng tỏ trong dịch còn có CaHCO3. Đun nóng lên thì thu được CaCO3 cộng CO2 cộng nước, đúng tỷ lệ nhá. Kết tủa nó là 100g, vậy 100 chia 100 thì bằng 1 mol. Vậy ngay lập tức mình suy ngược lại được anh này bằng 1 mol. Đúng tỷ lệ phương trình mà. Hoàn toàn đến đây thì đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon, 1 x 2 bằng 2 cộng 5,5 thì bằng 7,5. Hiểu không? Và anh này là 7,5 nhá. Suy ngược này. 7,5 x 1 chia 2. 7,5 x 1 chia 2. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,81. Đây là 7,5 chia 2 chia 0,81. 7,5 chia 2 chia 0,81 bằng nhân với 162 bằng kết quả chúng ta bằng 750g. Em nhìn chưa? 750g. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Các em hiểu không?
Em hiểu không? Chương 2 trong live VIP thì live được gần 10 buổi rồi, Phạm Quốc Trưởng ạ. Gần 10 buổi đấy. Đây là buổi số 20 mà. Hai chương mà. Đấy, dạy một chương phải tầm 10 buổi thì mới khủng được. Cứ một chương trung bình của thầy cỡ ngon nghe phải 10 buổi thì mới khủng được. Nếu không là tẻ. Em hiểu không? Các thanh niên nào hiểu thì chấm cái nhá. Sau đó mình sang câu tiếp theo, câu số 28 ạ. Thanh niên nào hiểu chấm cái để thầy biết, xong mình sang câu tiếp theo, câu số 28. Bắt đầu đến đây lạc lè rồi nhá. Bắt đầu đến đây lạc lè rồi, không biết chúng nó có muốn chưa muốn muốn chữa lên câu 45 không? Và sao comment yếu thế? Không biết chúng nó có muốn được mình chữa lên câu 45 không? Muốn được thầy chữa lên câu 45 thì mình chấm mạnh mẽ lên xem nào. Xong rồi mình share video livestream ở về tường này, tức là share về tường, xong rồi share vào trong tất cả các cái nhóm mà các em làm thành viên nhá. Nhớ là để với chế độ công khai. Nào, mình có sang câu số 28 á. Câu số 28, cellulose trinitrat được điều chế từ cellulose và acid nitric. Ở đây thì có một chiêu cực kỳ nhanh. Đây thì có một chiều cực kỳ nhanh cho các em. Sen, đúng chưa? Cộng với lại 3 thằng HNO3 có phải tạo thành cellulose trinitrat không? Các em cứ nhớ thầy sen rồi phân tử khối 162, cellulose trinitrat là 297. Nhớ vậy làm cho nhanh. Nhớ vậy làm cho nhanh. Vậy hoàn toàn nên mình tìm được số mol cellulose trinitrat nhá. 29,7 chia cho 297 thì bằng 0,1. Để cho hiệu suất đạt 90%, anh này là 0,9 này. Vậy suy ngược này, 0,1 nhân 3 bằng 0,3. Thuận nhân, nghịch chia, đây chỉ nghịch rồi, 0,3 chia 0,9. Được chưa? Thế là kết quả bằng bao nhiêu? 0,3 chia 0,9 nhân với phân tử khối của HNO3 là bằng 63. 21 kg. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Chấm mạnh mẽ quá, nát máy rồi, khổ thân Quốc Bảo. Thôi, cố gắng học thầy thi đỗ đại học thì mua máy mới, mua hẳn iPhone X. Để cho các em hiểu không? 28C, Nguyễn Thủy chính xác, Nguyễn An chính xác. Thủy xe chưa đấy? Nào, mình sang câu tiếp theo, câu số 29. Ui, câu này cũng choáng lắm đấy. Câu này em không làm quen, không học quen thầy là cũng sốc đam đấy. Không phải chuyện đùa đâu. Các em nom nhá, thầy chữa thật chậm câu 29 cho cả nhà cùng quan sát nhá. Thầy chữa thật chậm câu 29 cho cả nhà cùng quan sát nhá. Khối lượng của tinh bột là C6H10O5 này. Lên men để tạo thành rượu alcoholic, thằng này ra được 2 thằng C2H5OH này. Hiệu suất của cả quá trình là 72% và nó là 0,72 này. Đúng chưa? Đấy nhá. 0,72. Để tạo thành lít rượu alcoholic biết hiệu suất. Ôi thế chết rồi, bị mất mấy lít rồi. Câu này bị mất đề rồi. Không biết là tạo thành mấy lít. Không biết là tạo thành mấy lít đi. Các em đợi thì tèo để thầy kiểm tra lại file sách. Câu này bị mất chữ các em ạ. Thôi có lẽ là mình livestream sang hướng câu khác nhá. Đúng rồi, mấy câu đồ rượu thì dạy rất là kỹ trong live VIP. Câu này bị mất chữ là không, thầy không nhớ là tạo thành mấy lít. Đúng rồi, cái chỗ này bị thiếu, không nhớ là tạo thành mấy lít. Thôi để lại câu này nhá, lúc khác thì giải lại sau nhá. Mình sang câu 30 nè. Mình sang câu 30 nhá các em. Tiếc thế, câu này câu rất hay. Đồ rượu thầy dạy rất kỹ trong live VIP rồi nên hôm nay định chữa. Nào, câu 30 nè. Câu 30 nhá. 30. Thể tích HNO3. Ừ, chỗ này là đi photo bị photo thiếu đấy các em thông cảm chút. Quán photo không phải tại thầy. Thể tích dung dịch HNO3 67,5%, khối lượng riêng 1,5 gram trên ml cần dùng để tác dụng với cellulose. Vậy là mình biết là 3 thằng HNO3 để tạo thành thằng cellulose trinitrat. Đúng rồi. Ừ, in ra bị mất thôi chứ còn ở trong file PDF thì vẫn xịn đúng không các em? Cellulose trinitrat nhá. Hiệu suất hao hụt 20% và hiệu suất chúng ta là 80. 0,8. 89,1 và chia cho 297. 89,1 chia 297 bằng 0,3. 0,3. Vậy suy ngược 0,3 nhân 3 bằng 0,9. Thuận nhân nghịch chia chia 0,8. Được chưa? Mình tìm được số mol nhá. 0,9 chia 0,8 số mol bằng 1,125. 1,125 HNO3. Được chưa? Tiếp tục nhá, đến đây thầy tìm được khối lượng của HNO3. Không, PDF không bị mất đâu em. Bằng 1,125 nhân với 63. Đây là nguyên chất nhá. Mà đây đề bài là 67,5%. Vậy hoàn toàn đến đây thầy tìm được M dung dịch sẽ bằng 1,125 M chất tan ấy chia cho C%, C% là 67,5 là 0,675.
1,125 này nhân 63 này chia cho 0,675 bằng 105. Đề bài hỏi thể tích. Thể tích. Mà đây là D. Chúng ta lưu ý cho thầy nhá, D bằng M trên V. D bằng M trên V. Suy ra V bằng M trên D. M 105, D biết rồi 1,5. Vậy là 105 trên 1,5 70. Vậy đáp án đúng chúng ta là 70 lít. 70 lít đáp án đúng đáp án. Ok, các em hiểu câu này không? 30 đáp án A đây, bạn Tâm comment đúng là Hoàng Thái comment đúng là ốc BTF cũng mất á. Thế thì lạ nhỉ, chắc PDF ghét thầy rồi, lần sau thầy sẽ cố gắng thầy căn góc chuẩn hơn nhá. Thứ hai là những cái phần này có ở trong sách, sách hữu cơ sắp xuất bản ấy nhá. Bạn nào nhớ đăng ký mua sách, trong sách thì xin in rất là xịn sò luôn, không bị lỗi này. Đây là lỗi do mấy quán photo rồi, còn in thành sách thì nó xịn hơn nhiều nhá. Nào mình sang mấy câu hồi sinh lại lượt view này. Các em 63 bạn theo dõi video livestream comment này, cùng một phát, cùng một lúc comment cho thầy đáp án câu 31 rồi này, để hồi sinh lại view để sang mấy câu này khó quá này, các bạn không làm được. Nào hồi sinh view là câu 31 này, cùng comment đồng loạt nào. Từng đây bạn cùng theo dõi video livestream thầy cùng comment đồng loạt xong câu 31 đáp án gì. Giờ mình lại xuống sang những cái câu lý thuyết dễ rồi. Đúng không? 31 đáp án gì nhỉ? 31 đáp án gì cả nhà ơi? 31 đáp án gì cả nhà ơi? Linh Chu ơi, PDF vẫn ở trên tường nhà thầy đấy. Em ạ, Linh Chu ạ. Bạn nào bảo với Linh Chu biết rồi thầy đấy. Vẫn ở PDF vẫn ở trên tường nhà thầy. Số ra dãy tham gia phải được trắng gương. Chú ý này, CAS2 ăn được A của N3 trong N3 nhưng không phải trắng gương nhé. Thằng này kết tụ màu vàng, màu của xít ấy. Đúng chưa? Nên không phải trắng gương, nhiều đứa cứ nhầm. Anh này trắng gương này có chó. Chó là trắng gương. HCO trắng gương. Chó trắng gương. Anh này như là CS3 2 lần CO đúng không? Không trắng gương. Mantozer có chó trắng gương. Vậy đây có 1, 2, 3, 4 là trắng gương. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đấy, được chưa? Càng cuối càng mất chữ ạ. Ờ vậy à? Ừ, thầy cũng chẳng hiểu nhỉ. Đúng là lúc đầu không bị mất chữ, xong càng về cuối càng bị mất. Khó chịu phết. Câu 32 nào. Câu 32. Một câu tính toán tiếp. Lên men mở gam. Các em thấy đề này là những cái câu này những câu dễ lắm rồi đấy. Những câu này là những câu cực kỳ dễ rồi đấy. Mà nếu mà không làm được nữa là chịu đấy. Đây là những câu cứu điểm đấy các em ạ. Nên là cố gắng làm nhá. Bạn nào chưa làm được thì xem đi xem lại thật nhiều lần là làm được. Thì bây giờ là xem video live stream về tường, xong rồi lấy từ đấy mà xem đi xem lại, thì như vậy là ok nhá. Chứ đừng có lười. Lười là vứt đi hết. Nào mình sang câu 32 nào. Lên men mở gam glucose với hiệu suất 90%. Nào lại glu nhá. Hiệu suất 90% thì dạng chậm chúng ta cùng hiểu nhá. Lượng khí CO2 sinh ra này, ra hai thằng CO2 này, lại CO2 hy sinh ra này, hấp thụ nước vôi trong này, không có từ dư đâu này. Thu được kết tủa chúng ta chắc chắn là kết tủa CaCO3 này, 10 gam này mà chia cho 100 này thì bằng 0,1 này. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm đi 3,4 gam. Mình có này, delta M dung dịch. Delta M dung dịch thì có phải bằng M vào trừ M ra không? Ở đây đề bài nói giảm 3,4, vậy là còn âm 3,4 thôi. Hiểu chưa? Âm 3,4, sorry thì ghi nhầm. Âm 3,4 ở chỗ delta M dung dịch này thì bằng này, M vào, cái gì vào dung dịch? Mỗi thằng CO2 thôi này. MCO2, cái gì ra? Kết tủa này, 10 gam kết tủa là trừ đi 10 này. Vậy đến đây mình tìm được MCO2 nhá. MCO2 bằng 10 trừ 3,4 bằng 6,6. Đến đây mình tìm được số mol CO2 chia 44. 0,15. Số mol CO2 bằng 0,15. Vậy suy ngược lại được số mol glu. Hiểu không? 0,15 nhân 1 chia 2. 0,15 nhân 1 chia 2. Thuận nhân nghịch chia. Chia 0,9. 0,15 chia 2. Chia 2 chia 0,9. Được chưa? Được bao nhiêu nhân 180? 15 gam. Nhìn thấy chưa? 15 gam nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Hiểu không các em? Hiểu không các em? Đấy nhá. Dư hay không ở bài này không quan trọng thì Thảo. Bài này liên quan đến delta M dung dịch thì không quan trọng là dư hay không dư. Nếu mà dư thì chắc chắn là số mol CO2 bằng số mol kết tủa. Câu 33 nào. Câu 33 cho một số tính chất này. Các tính chất của sen là này. Câu 33 nào.
cho một số tính chất, các tính chất của sen này. Thanh niên là chiếc xe lại tường thì xe thật nhanh lại về tường nhá. Xe thật nhanh lại về tường trong tác các bạn. Nha. Ô Trần Duy Anh, delta m bằng m vào trừ m ra, cái này cần gì chứng minh, em tự nghĩ là được mà. Delta m là độ thay đổi dung dịch bằng m sau trừ m trước, thì có phải là chính bằng là khối lượng của các chất vào chứ các chất ra, còn khối lượng dung dịch nó vẫn giữ nguyên từ đầu mà. Cần gì phải chứng minh. Điều hiển nhiên em ạ. Câu A3, Duy Anh chắc hôm nay là buổi đầu tiên học thầy. Cho một số tính chất, các tính chất của sen là, các tính chất của sen này, nghe kỹ nha, thầy giảng cho hiểu nha. Sen có dạng sợi này, đúng này, những đứa nào mà chưa học sen thì nghe này cũng hiểu. Tan trong nước, các em nhìn thấy có bao giờ gỗ tan trong nước không? Không đúng không? Vứt. Tan trong nước sở vay re, có nhá. Phản ứng với acid nitric đặc, có. Để tạo thành cellulose từ nitrat đấy, thuốc nổ không khói đấy. Phản ứng trắng bạc là không. Thủy phân dung dịch acid đun nóng là đúng. Vậy mình có này, các tính chất của sen 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B, Phạm Minh Tâm hoàn toàn chính xác. Ok, rất tốt. Đấy, những bạn nào mà chưa học về sen thì hôm nay sen này cũng hiểu hết. Nó dễ mà, đúng không? Và sang tiếp, sang câu tiếp theo, sang câu số 34. Sang câu tiếp theo, câu số 34 nhá. Câu tiếp theo câu 34 nhá. Mình có câu 34, câu 35, câu 36, câu 7, 45 câu mà. Câu 34. Thế là chúng ta có 11 câu nữa, 12 câu nữa. Đấy, những bạn nào muốn thầy live stream chữa full, chấm cái mạnh mẽ xong xe lại về tường nhá. Được chưa? Ui, Trần Duy Anh học lớp off mà bây giờ còn không hiểu cái này á, chết giờ. Cellulose từ nitrat được điều chế từ phản ứng giữa acid nitric với cellulose. Hiệu suất phản ứng 60% tính theo cellulose. Dùng 2 tấn sen thì khối lượng sen, thế bây giờ mình có là sen thì ra được cellulose từ nitrat. Hiệu suất phản ứng là 60%, 0,6. Được chưa? Nếu dùng 2 tấn sen, vậy đề số mol là 2 chia cho 162. Nhìn chiêu nhá. Thì cái này vẫn là 2 chia 162 đúng không? Nhưng thuận nhân, nhân 0,6. Xong rồi đấy. Rất dễ. 2 chia 162 nhân 0,6 bằng 2 chia 162 nhân 0,6 ra số mol cellulose từ nitrat còn được bao nhiêu nhân với 297? 2,2 tấn. Nhìn thấy không? 2,2 tấn. Đáp án đúng chúng ta là đáp án rẻ. Đáp án đúng chúng ta đáp án dê. Đáp án dê các em nhá. Rất dễ, các em hiểu không? Sang câu 35 này. 35 này mới nhiều đứa chết. Thề với các em là câu 35 này cực kỳ nhiều bạn ao luôn. Cực kỳ nhiều bạn ao. Nào các em thử comment đáp án xem bao nhiêu bạn bị ao của 35. Bao nhiêu bạn học sinh thì mình mới liền bị ao của 35. Nào cùng comment đáp án xem nào. Cùng con nghe đáp án xem bao nhiêu đứa bị ảo. Thầy nghĩ là con số này nhiều đấy. Nhưng mà phải mạnh dạn thì mới thắng được. Còn nếu mà lười thì không bao giờ chiến thắng đâu. Phần thắng chỉ dành cho những người mà chăm chỉ. Nào, sao lại nói vậy? Cái này thầy chữa rồi Tâm ơi. Tâm nói vậy làm thầy buồn đấy. Tâm nói vậy làm thầy hơi bị buồn luôn. Buồn quá đi mất thôi. Đã thất tịch rồi lại còn bị buồn. Học trò cưng mà bảo là cô nó chữa, thầy còn chữa trước cô nó, trong sách của thầy đấy Tâm à. Ok, nào. Câu 35. Câu 35. Chắc Trần Duy Anh học thầy học buổi nghỉ buổi gì nên mới bị phải vậy gì. Học thầy học từ đầu, học liên tục em ạ. Chứ em phải học thuộc cái để chết. Nào câu 35. Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol sắt. Sắt 0,02 mol. Hiệu suất phản ứng là 75%. 0,75. Thì có phải thu được glu và group không? Có phải thu được glu và group không? Được chưa? Nhưng mà glu và group thì đều trắng hương. Thì nó đều là hai thằng C6H12O6 đúng không? Vậy anh này là bao nhiêu? 0,02 nhân 2 bằng 0,04 thuận nhân nhân 0,75. 0,04 nhân 0,75. 0,4 nhân 0,75 bằng 0,03. Tiếp tục nha. Xác dư có trắng hương không các em? Xác dư là không trắng hương nên không sao. Nhưng đến man dư là có trắng hương này. Rất nhiều đứa bị nhầm này.
Mantozer này 0,01 này, anh này bằng 0,75 này, ra hai thằng C6H12O6 này. Đây là ban đầu, thằng này phản ứng thì bằng 0,01 nhân 0,75 thì bằng 0,01 nhân 0,75 thì bằng 0,0075. Ra được số mol của C6H12O6 sẽ bằng 0,0075 nhân 2 bằng 0,015. Được chưa? Nhưng chúng ta lưu ý là man dư. 0,01 trừ đi 0,0075 bằng 0,0025. Và lưu ý rằng là hỗn hợp sau phản ứng. Hỗn hợp sau phản ứng của thầy gồm C6H12O6 này, 0,03 cũng 0,015 bằng 0,045. Và man dư. Và man dư 0,0025. Bọn này tráng cho mình hai bảng. Vậy số mà bạc 0,0045 nhân 2 bằng 0,09. 0,0025 nhân 2 bằng 0,005. Vậy anh này sẽ bằng là 0,09 cộng 0,005 bằng 0,095. 0,095 vậy đáp án đúng, mình là đáp án B. Các em hiểu chưa? Rất nhiều bạn mình comment sai câu này. Rất rất nhiều. Đa số thì chọn là 0,09 rồi. Chết. Nhá. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án B. Đấy, thanh niên nào chưa xe câu này về tường thì xe nhá. Sau này các em sẽ bị lừa rất rất nhiều ở câu này. Rất rất nhiều bạn bị lừa ở câu này. Nên là chưa xe sẽ lại nhanh. Sau đó mình sang tiếp theo. Đề năm 2012. Câu lý thuyết rất tỏ. 36. 36 nào. 36 nào các em. Úi dồi, càng ngày xuống càng kinh khủng. Đúng rồi, câu này lên bảng chữa. Thanh Minh à, Thanh Minh bây giờ vào. Thanh Minh xe về trong nhóm lớp dành cho các bạn mình cùng học đi. Nào câu 36 nào. X cộng nước, vậy là phản ứng này thằng này thủy phân. Thế tinh bột sen đều thủy phân. Để tạo thành Y. Đúng chưa? Thế thì tinh bột hay sen thì thủy phân đều tạo thành glu, chứ không thể tạo thành sát hay phlúc được. Vậy chắc chắn vứt đi hàng này. Vậy là chắc chắn là X là tinh bột, Y là glu. Y xúc tác tạo thành E, Z. Vậy E và Z, nhưng chú ý này, Z cộng nước ánh sáng chất tiệp lục, vậy Z chắc chắn chúng ta là siêu hài carbon dioxide. Z chắc chắn là carbon dioxide rồi, vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. Z ổn. Đúng em. Đây. Ánh sáng tiệp lục là quang hợp. Quang hợp thì chỉ có thể là gì? CO2 với nước thôi. Vậy chắc chắn nó là carbon dioxide. Xong luôn. Rất dễ. B chính xác. Rất tinh ý. Rất tinh ý. Những bạn nào comment là B là chắc chắn là rất tinh ý luôn. Đấy. Mình sang câu tiếp theo, câu số 37 nha. Những câu này rất dễ thôi, các em chỉ cần tinh ý mình nhìn một chút là nó sẽ ra vấn đề. Câu số 37 nào. Đốt cháy hoàn toàn ethanol đơn chức mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn ethanol đơn chức mạch luôn thu được số mol CO2 và số mol nước. Ý à đúng. Ý à đúng. Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có carbon hydro, sai. CF4 đâu cần hydro. Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần nguyên tử hơn kém nhau, một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau. Sai. Còn thiếu gì? Cấu trúc. Còn thiếu cấu trúc tương đồng nhau. Còn thiếu từ cấu trúc tương đồng nhau. Nên là sai. Dung dịch clu bị khử bởi AgNO3 trong NO3 tạo bạc. Đây không. Bạc cộng với bạc không, thằng này là tính oxy hóa. Thì thằng này thì hiện tính khử. Tính khử thì phải là bị oxy hóa chứ không phải là bị khử. Loại, dê sai tiếp. Xác chỉ có tạo mạch vòng. Đúng. Vậy mình có mấy nhận định đúng? A đúng và E đúng. A đúng và E đúng, vậy là mình chỉ có mấy? Nào, 37 đáp án gì? A đúng và E đúng, em nhìn kỹ nha. Đốt cháy này đúng này. Thằng này sai này. Thằng C này cũng sai này. Nhá. Thằng D này cũng sai này. Glucose phải bị oxy hóa. Thể hiện tính khử thì phải là bị oxy hóa. D sai này. Chỉ E đúng rồi, mình chỉ có hai nhận định đúng được em nhé. Chỉ có hai nhận định đúng thôi. Đừng để bị nhầm, đừng để bị lừa. Có khá nhiều bạn bị lừa đấy. Khá nhiều bạn bị lừa đấy. 37 chúng ta phải ý dê. Tình ý chưa? 38 này bị mất chữ mất rồi. Thì thôi có lẽ chúng ta bỏ lại nhé. Ta bỏ lại câu 38 bị mất chữ rồi thì không nhìn rõ đâu. Chán quá. Photo này hơi bị chán. Nào mình sang câu 39. 39 đề thi đọc năm 2012. 39 đề thi đại học năm 2012 rồi. Và
A9 thì tương tự như một cái câu vừa nãy mình chữa thôi, đúng không? Các em cùng non thì làm nhé, các em cùng non thì làm nhé. Thủy phân 0,01 mol sát thì mình thu được là hai thằng C6H12O6 này, hiệu suất 60% này, anh này 0,6 này, số mol sát bằng 0,01 thì suy ra anh này bằng 0,01 nhân 2 bằng 0,02 thuận nhân với 0,6 thì bằng 0,012. Ok chưa? Tiếp tục này, man là 0,02, hiệu suất 0,6, cũng thu được hai thằng C6H12O6. Và anh này chú ý này, đây dòng ban đầu này, dòng phản ứng này, dòng sau này, thằng này phản ứng là 0,02 nhân 0,6 thì ra anh này cũng bằng là 0,02 nhân 0,6, sau đó nhân 2 thì bằng 0,024, 0,012 nhân 2 mà 0,024, 0,02 nhân 6 nha, là ra số mol phản ứng nhá, nhân 2 nữa là bằng 0,024. Nhìn thấy chưa, các em hiểu không? Vậy sau anh này là 0,02 trừ đi 0,02 nhân 0,6 bằng 0,02 trừ 0,02 nhân 0,6 bằng 0,008. Vậy hỗn hợp này sau phản ứng mình gồm C6H12O6 là 0,012 cộng 0,024 bằng 0,036, và man dư là 0,008. Cho ra bảng, anh này cho ra 2 bảng 0,036 nhân 2, anh này anh cho ra 2 bảng 0,008 nhân 2, 0,036 nhân 2 cộng với 0,008 nhân 2 bằng 0,088 nhân với 108 bằng 9,504. 9,504 đáp án đúng, chúng ta phải là đáp án dễ. Các em thấy không? Đấy, bài rất dễ. Thế nhưng mà nhiều đứa không làm được đâu. Các em hiểu không? Thanh niên nào hiểu chấm cái để thầy biết nhá. Thanh niên nào hiểu chấm cái để thầy biết nhá. Giờ chúng mình đã đến câu 39 rồi. Đáp án đúng của mình là đáp án dễ. Các em hiểu bài nhớ chấm cái của Vũ thầy. Bạn nào chưa xe là về tường, xe về tường, xong xe vào trong tất cả các nhóm của lớp em, xe vào trong tất cả các nhóm mà các em làm thành viên cho thầy. Nào, tiếp tục. Mình sang câu tiếp theo, câu số 40. Đúng rồi, sai câu trên nhớ câu này, chính xác bảo. Đấy, một lần sai một lần nhớ, các em thấy thầy nói đúng không? Thế này tí nữa, câu của trung học phổ thông quốc gia 2016 làm mới phê. Nhưng mà mình làm câu 2013 đã. Lên men mg glucose. Lên men mg glucose để tạo thành anconitilic nhá. Vậy là glu là C6H12O6 này. Hiệu suất là 90% là 0,9 này. Ra được hai thằng CO2 này. CO2 cho vào CaOH là lần dư. Lúc nãy có bạn hỏi thế dư thì sao đây? Bây giờ dư đây này nhưng bạn ấy biến mất rồi. Chắc chắn bạn làm mất rồi đúng không? Đây này, dư sao đây này? Kết tủa là CaCO3, số mol 15/100 bằng 0,15 đúng không? Do dư thì số mol kết tủa chính bằng số mol CO2. Cứ có từ dư thì chắc chắn số mol kết tủa bằng số mol CO2. Vậy CO2 đây 0,15. Nên suy ngược lại, 0,15 nhân 1 chia 2 thuận nhân nghịch chia, chia 0,9. Ra nhá, 0,15 chia 2 chia 0,9 bằng nhân 180 bằng 15g. Nhìn thấy không các em? Bề tầm đúng, rất tốt. Ui, lý thuyết phải nói chung ấy, trong quá trình thầy dạy ấy, cái chương này thầy kết nhất là những câu lý thuyết và những câu mà bài tập về độ diệu, bởi vì những câu đấy là những câu lý thuyết là các em hay bị chết nhiều nhất. Thứ hai là những câu về bài tập độ, bởi vì các em học không hiểu bản chất nên các em rất dễ chết. Còn những câu về bài tập độ diệu thì đòi hỏi cái kỹ năng tính toán để hiểu bản chất, thì nhiều bạn nói suốt ngày dùng công thức mình cũng tòi đấy. Nào mình tiếp, nào comment đáp án câu 41 xem nào. 41 này đáp án gì? 41 đáp án gì? Cho các biểu sau đây. Số các biểu đúng này. Ôi. Giờ đang dạy live stream đau họng nên nay mà có quả nho ăn thì sướng nhỉ. Glucose được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. Hoàn toàn chính xác. Chất béo là diete kìa. Diete là sai, nó phải là triete mới đúng. Phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Cấu trúc mạch phân nhánh à? Thay đúng. Nhiệt độ thường triolein là trạng thái rắn. Triolein là gốc, olein là gốc axit béo không no. Axit béo không no thì phải ở trạng thái lỏng. Sai. Trong mật ong chứa nhiều fructose, đúng.
Trong mật ong thì chứa 30% glu và 40% fructose. Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản con người. Đúng tiếp. Vậy đáp án đúng là 1, 2, 3, 4. A à, chính xác. Đấy, đợt này rất nhiều bạn comment đúng chính xác. Rất tốt luôn. Những câu này rất khá dễ hay thi trong đề thi ở trên trường cũng như đề thi ở mọi nơi các em. Thì các em nhớ xe lại về tường xong tác tất cả các bạn vào đây nhá. Và rất rất nhiều bạn sợ những câu như này. 42 nào. Ui dồi ôi. 42 cũng phê tít thò lò luôn. 42 đáp án gì nào cả nhà? 42 đáp án gì nào cả nhà? Mèo lại kêu đúng rồi. Nào bố này, em gái để về nên con mèo nó kêu nó nhìn thấy chủ. 42. Cho phát biểu sau. Cho phát biểu sau. Số phát biểu đúng là. Số phát biểu đúng là. Glucose được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. Ơ, câu này bị trùng à? Ơ, câu này bị trùng rồi, hai câu này bị trùng nhau các em ạ. Đúng không? Nhiều quả nho chín đúng này, sai này, đúng này, sai này, đúng này, đúng 1 2 3 4. Câu này bị trùng, sorry. 43 nhá. Câu này bị trùng rồi. 43. Kết quả thí nghiệm của dung dịch XYZT với các thuốc thử được ghi lại bảng sau. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch XYZT được ghi lại bảng sau. Đây. XYZT được ghi lại bảng sau. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch XYZT được ghi lại bảng sau. Nào comment đáp án xem nào. Dung dịch XYZT lần lượt là X và Y2 có màu tím thì chắc chắn là hồ tinh bột, không thể lòng trắng trứng được. Vứt, đúng không? Y và CuH lần trong môi trường kiềm có màu tím. Màu tím à? Thế phản ứng màu biore. Lòng trứng cứ để yên đấy á. T nước brom kết tủa trắng. Glucose là không thể kết tủa trắng được. Vứt, vứt. Vậy nó là gì? Anilin và nước brom kết tủa trắng. C. Check lại xem đúng không nhá. Hồ tinh bột và iốt màu tím. Lòng trắng trứng CuH lần môi trường kiềm màu tím. Glucose và NO3 kết tủa bạc trắng. Anilin brom kết tủa trắng. Hoàn toàn chính xác, đáp án đúng đáp án C. Anilin là này này, C6H5NH2 nhá. Cộng 3 anh brom thì tạo thành phản ứng thế C6H2Br3NH2 kết tủa màu trắng. Được chưa? Câu cuối cùng của tối ngày hôm nay, đề thi minh họa trung học phổ thông quốc gia. Câu này rất rất nhiều bạn bị sai. Câu này rất rất nhiều bạn bị sai. Chỗ này là thu hình như thu được 50g kết tủa sao ấy? Thì đoán thế. 50g sao? Chứ không phải 5g. Nào, chúng ta cùng chấm cái mạnh mẽ và giải bót của tối ngày hôm nay. Câu số 44 à. Chúng ta cùng chấm mạnh mẽ và giải bót của tối ngày hôm nay câu số 44. Lên men m gam tinh bột. Tinh bột là C6H10O5. Thành anconetylic hiệu suất cả quá trình là 75%, 0.75. Lượng CO2 ra được hai đằng CO2. CO2 được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch CaOH này lần. Thu được 50 hay 500 nhỉ? 50 gam cái tủa nhá. CaCO3 để thầy đợi thì ý thầy nhìn vào cái đề của thầy là thầy biết là 50 hay 500. Những câu này mà bỏ lại thì hơi tiếc đúng không em? Hơi tiếc. Đợi thì đẹp. Đợi thì một tí xíu. Thầy check lại cái quyển, cái file trong quyển sách. Quyển sách của thầy thầy lại mới, thầy lại mới tặng một bạn. Đợi thầy tí xíu. Trong trường hợp này các em comment đáp án này để thầy xem đúng hay sai. Để rồi sắp đến rồi. Thầy đi tìm xem bao nhiêu gam nhỉ? Ở đâu rồi? Ôi sao này điếu nhỉ? 19, 8, 7, 6.
Sao nó cứ biến mất đấy? Em đợi thì tí xíu để thầy tìm lại ở trên cái đề ở trên tường của thầy nào. Đợi thì tí xíu nha. Offline lại bị mất. PDF bị mất. Thế chỉ còn Word thôi. Chỉ còn Word thôi. Đợi thì tí xíu thì đi tìm. Công nhận PDF bị mất thật. Chỉ còn file Word. Để rồi, file Word rồi. 50g đúng rồi, chính xác, 50g kết tủa. 50g kết tủa. Rồi, vậy số mol kết tủa bằng 50 trên 100 bằng 0,5. Được chưa? Và dung dịch X, vậy dung dịch X chúng ta chắc chắn có CaHCO3 là. Thích ơi, Thịnh muốn đăng ký khóa live thì nhắn tin cho thầy nhá. Inbox cho thầy. CaOH lần này. Thêm NaOH vào dung dịch X để thu được kết tủa là kết tủa CaCO3. Để lượng kết tủa thu được là mắc nhất thì NaOH cần thu được là tối thiểu. Hello Trương Văn Hiển. Hiển vào chào các em cái đi. Anh Hiển là một anh mà năm ngoái đạt được 9 điểm hóa. Thầy nghĩ là rất nhiều bạn, 47 bạn đang theo dõi video livestream này cũng đều là những bạn mà mong muốn được điểm cao, điểm hóa như anh Hiển. Anh Hiển hiện tại đang xếp top các anh chị thi điểm cao nhất cho của thầy trong năm 2019 vừa rồi với số điểm khá là cao, 26,95 khối B hiện nhỉ. Khối A là 26,75 đúng không? 26,85 đúng không? Đấy, bạn anh Trương Văn Hiển ấy làm rồi, vẫn nhớ đấy, 3 tháng rồi vẫn nhớ đáp án câu này. Nào mình có min số mol NaOH là 0,1. Thế bây giờ thầy tách ra chúng ta nhìn nhé, thầy đặt số mol CaHCO3 hay là amon nhá. Thầy đặt số mol CaHCO3 là amon. Vậy thì có phải là đầu tiên là HCO3 trừ không? Số mol là 2A không? Ăn với lại OH trừ không? OH trừ min nhất là bao nhiêu? 0,1. Đây 0,1 min mà. 0,1. Thế phải là HCO3 trừ ăn OH trừ min là tại sao CO3 2 trừ không? Do anh này min nhất. Anh này min nhất thì anh này phải tính theo thằng min đúng không? What? CO2 2 trừ phải tính theo thằng min đúng không? Vậy CO2 2 trừ phải là 0,1 đúng không? Cộng với lại canxi 2 cộng này. Canxi 2 cộng này là amon đúng không? Chú ý đây là kết tủa mắc nhất. Kết tủa CaCO3 lớn nhất khi và chỉ khi canxi 2 cộng bị kết tủa hết. Canxi 2 cộng bị kết tủa hết. Vậy chứng tỏ rằng là A phải bằng 0,1. A là 0,1 vậy. Mình tìm được, mình bảo toàn nguyên tố carbon 0,1 x 2 cộng 0,5 bằng 0,7. Không phải, đây xong rồi. Suy ngược lại 0,7 x 1 chia 2 bằng 0,35. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,75. 0,35 mà chia 0,75. 0,35 chia 0,75 nhân với 162. 75,6. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nha. Và bây giờ chúng ta có một câu cuối cùng của tối ngày hôm nay. Câu trong, các em có hiểu câu này không nhỉ? Các em có hiểu câu này không? Các thanh niên nào hiểu câu này thì chấm cái nhé. Năm năm tới bọn em sẽ có rất rất nhiều cái câu này thì. Và bạn nào chưa share lại về tường thì phải share lại về tường đi, bởi vì câu này rất rất quan trọng, rất rất hay thi. Nhớ share lại xong để chế độ công khai nhá. Được chưa? Để nếu mà cô giáo mà có giải sai câu này thì mình còn biết đường, đừng có cãi, nhưng mà biết là cô giáo sai đâu. Nhá. Đây cái câu này rất nhiều thầy cô bị sai. Nhá. Trong quá trình em học thì em sẽ biết. Hello Lan Anh hiểu đấy. Team Live VIP hiểu mà, được học bài bản mà. Học từ đầu đến cuối nó phải khác khác bọt. Nào, câu cuối cùng của tối ngày hôm nay, câu 45. Chuỗi 45 câu carbohydrate hay thì. Và tối ngày tuần tới chúng ta sẽ còn một cái chuỗi tiếp nhá. Dưới đây ghi hiện tượng làm thí nghiệm, cái cho sao nhìn này là sợ chết khiếp. Nhìn thế này là sợ chết khiếp rồi đúng không em? Nhìn này thì biết học sinh là sợ. Quỳ tím này. Cả chuỗi này không đổi màu hết. Đây mình nhìn cả chuỗi này cũng không đổi màu. Chưa làm ăn được gì. Đúng không? Thế giờ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 này, thằng X này không có kết tủa. Thằng này không kết tủa, thằng này không kết tủa, thằng này không kết tủa, nhưng thằng này có kết tủa loại D. D có kết tủa. Đúng chưa? Thằng Y. Đây, thằng Y cùng một thằng chẳng cần nhìn. Thế này này khó nhìn rồi, giờ nhìn sang nước brom đi. Nước brom mà X có kết tủa trắng, glycerol không có kết tủa trắng, nước brom vớt. Thế là chỉ còn phenol và anilin thì vào nước brom thì đều có kết tủa trắng thôi. Glucose và nước brom không kết tủa đúng. Glucose và glycerol không kết tủa đúng. Anisformic và ethanol và nước brom không kết tủa. Thế là không được, không được thằng nào nữa. Rồi tiếp tục vào AgNO3 trong NH3 đi. X không kết tủa. Y có kết tủa. Glycerol không kết tủa. T không kết tủa nhé. T
không kết tủa này. Thế mà ở đây T này, T là ethanol thì không kết tủa, nhưng anhít formic thì có kết tủa. Vậy là vứt. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. 45 câu bot của tối ngày hôm nay đáp án B. Ok, buổi livestream 45 câu carbohydrate hay thi trong đề thi đại học tạm dừng tại đây. Bạn nào chưa share lại tường thì nhớ share lại tường, và sau buổi livestream này thầy sẽ ẩn video livestream đi. Nhớ hẹn gặp lại các em vào 20 giờ tối thứ hai tuần sau. Và live VIP nhớ 21 giờ tối mai. 21 giờ live VIP học nha. Mình làm nốt. Được chưa? Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại.